Sân vận động Thanh Hóa đã tiến hành mở rộng một phần mái che ở khán đài A. Theo đó, phần mái che được kéo dài ở hai bên cánh gà của mái che hiện tại. Nó được lắp đặt liền khối với mái che cũ, cùng màu sắc cũng đồng bộ. Phía dưới phần mái che mới này, ghế đơn đã được lắp đặt. Hệ thống lan can cũng được lắp đặt để phân cách khu vực này. Dù hạng mục cải tạo không lớn, nhưng việc làm này cũng ghi nhận nỗ lực nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của đội bóng xứ Thanh. Như thông tin đã biết, tỉnh Thanh Hóa dự định sẽ lắp đặt khoảng 10.000 ghế trên khán đài sân vận động Thanh Hóa trong thời gian tới để nâng cao chất lượng phục vụ khán giả.